Thanh Gia Viên 2022 cũng là ngày đám giỗ của ba. Hôm nay sau khi anh chị em cúng xong, tập trung là ăn, thì đã có là bánh bèo, đồ chay, miếng tôm, vịt luộc với lại cháo. Đi qua thấy còn gì nữa không? Chả giò chiên, rau của bún bò Huế, bánh ngọt. Đây mấy anh chị. Còn món gì vậy con? Tôm chiên, tôm chiên của anh Bình với chị Sen. Trời ơi đẹp gái quá vậy con. Trời ơi cháu tôi càng ngày đẹp gái, hai đứa đẹp quá. Trời ơi trời, hai đứa càng ngày đẹp gái. Anh Bình khóa cửa nha. Đây, ta vô quay cháu tôi đi coi. Tôi là giờ với ông rồi nè. Hello con. Ông Út rồi. Ta bận ngó đủ. Lạ quá nó nhìn kìa. Bún bò Huế, bún kinh làm Pikachu. Bánh bèo có luôn. Ở bên kia còn nữa, còn món nữa. Cái này là gì con? Dạ bánh bột lọc. Bánh bột lọc, cơm chiên, xôi. Thằng Đức á, nếu mà nó xui chạy này mà nó mà lọt vô nó lọt mà nó đụng bạn với thằng Bồ Nha đó là nó bị lội đó. Cái nguy cơ của Đức bị lội nhiều lắm. Tại vì thua là Nhật Bản. Nói thôi, môn dở quá, trong môn Đức dở quá. Đức này em thấy dở. Môn này. Vợ không có vô hai trái ba trái. Ăn trước cá, ăn trước cá mà không được. Nó thua đội Ả Rập Saudi. YouTuber đụng YouTuber nè. Bên kia YouTuber kia bằng Hường nè, đó, dễ sợ chưa đó. Ghê chưa. Say hello các chị đâu. Hello ơi, zoom lại gần nó nè. Say hello ơi. Đó, ghê chưa. Ở dưới thảo ngồi đi. Ngồi ra chị ăn chay. Kevin, yeah.